Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Vinh, Lê Nặc Ý, Lâm Ỷ Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Trương Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác. Biên kịch Hoàng Bính Hồng, Liệu Chính Thanh. Đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào. Diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Quy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Dân, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân. Kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Mái ấm gia đình. Thì ra tôi để ý. Cô Mã, cà phê của Hao Coffee đã dùng hết rồi. Kênh chị mang tới hả? Cô đặt từ khi nào vậy? Tôi đâu có đặt cái gì, tôi kêu cậu đặt mà. Hả? Tôi đâu có nghe. Khi làm việc lúc nào cậu cũng mang theo cái tai nghe, làm sao mà nghe được. À, Kana, tôi là Mã Nhu ở cà phê Ái Dực. Hao cà phê của chúng tôi đã hết, ngày mai mang qua có được không? Đã đủ người cung ứng, sao không nghe anh nói vậy? Cô Mã, Tiểu Cát tìm cô. À, Kana chờ một chút nha. Cảm ơn, Tiểu Cát. Ngày mai tôi sẽ mang tới. Nói với ảnh là cần loại hạt nào. Đợi chút. Kana, chúng ta bàn về chuyện cà phê. Anh phải bay. Anh bay đi đâu? Nè, anh đi rồi tôi lấy hạt của ai đây? Xin lỗi, đợi một chút nha. Giám đốc già có chuyện gì? Tôi không có rảnh, ngày mai cũng không có rảnh, hôm nay cũng vậy. À, Kana, anh có thể coi giúp tôi ở bên đó có đại lý nào không? Còn nữa, bên anh còn bao nhiêu hàng tôi lấy hết, một bao thôi cũng được. À, cảm ơn anh. Anh nhớ là khi nào về liên lạc ngay với tôi nha. Tôi sẽ lập tức tới lấy cà phê, ok? Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn. Tạm biệt. Ông chủ nói trong tiệm không thể không có cà phê của Hao Coffee. Tiệm này cũng không thể không có chủ dự thừa. Tôi là Dực, hiện giờ không thể nghe điện thoại của bạn. Lại chuyển qua hộp thư thoại. Còn vậy nữa thì báo người mất tích đi. Alo. Sếp Đại, tôi Giật đây. Sao ông nghe điện thoại vậy? Tôi gọi cho Angel mà. Cô có ở đó không? Ờ, em gái của tôi để điện thoại kết nối với điện thoại bàn. Nè, Ái Giật à, cậu ở bển vẫn bình an chứ? Tôi không sao. Chuyện giường cà phê sắp bàn xong rồi. Làm xong việc thì tôi sẽ gọi điện thoại về. Ờ, vậy thì tốt rồi. Khuya rồi mà ai gọi vậy? Không cần ngủ sao? Nè em gái, Giật gọi điện thoại tới nè. Hả? Alo. Ờ, tôi nhận được tin nhắn của cô. Cô nói cà phê sao? Nửa đêm anh gọi điện thoại tới là về chuyện cà phê. Xin lỗi nha, tôi quên mất chuyện là múi giờ. Cô nói đại lý ở Hồng Kông không nhập hàng nữa hả? Anh Kèm nói như vậy, anh yên tâm đi. Anh nó sẽ tìm nhà cung cấp khác cho chúng ta. Không thể để Hao cà phê bỏ không. Cô không thể trông chờ vào người khác. Tôi biết, giống như không thể trông chờ vô anh vậy đó. Nói chuyện điện thoại thôi mà cũng ngửi thêm một bụng đầy oán hận của cô. Ngửi cái gì? Anh nói là ngửi hạt cà phê hả? Alo, alo, tín hiệu chỗ này rất yếu. Thời gian này cô chờ chút nha. Nếu thực sự không được thì đóng cửa tiệm nghỉ ngơi vài bữa đi. Tôi biết rồi, cần anh nói sao? Cô ráng thêm vài hôm nữa. Có lẽ trong tuần này tôi sẽ về mà. Là ngày nào, mấy giờ anh bay? Vẫn chưa xác định nữa. Tôi sẽ gọi cho cô sau. Ờ phải ha. Lúc nào tôi gọi cho anh cũng chuyển vào hộp thư thoại hết. Lần sau làm anh trả lời được không? Nè không được rồi. Chỉ nghe tiếng rè rè không à. Vậy rồi nói sao? Nè anh nghe điện. Nói cúp là cúp liền. Không nghĩ tới cảm nhận người khác. Cô Út à, cô đừng có nói điện thoại của cô vô nhà nữa, không ai ngủ được hết đó. Cô biết rồi. Nè, em gái à, tiệm cà phê có chuyện gì vậy? Nửa đêm Ái Dực gọi điện thoại tới nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Dạo này hàng cà phê của tụi em không được ổn định. Xin lỗi đã làm anh thức giấc. Ê, Không có sao đâu. Anh biết cô ấy bình an vô sự là anh vui lắm rồi. À phải rồi, có nói khi nào về không vậy? Anh chỉ nói là trong tuần này, đâu có nói ngày nào. Anh mau cùng với John mãi đi ngủ đi. Nè em đi tắt đèn nha, ngủ đi, ngủ ngon. Angel, cô ở đây thật sao? Anh tới đây làm gì? Trời ơi, tôi kiếm cô cả ngày trời. Sao cô không mở điện thoại vậy? Hả? Trời ơi, tôi không cẩn thận đụng trúng nước rồi. Có chuyện gì? Không có gì, tôi có một vài chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ thôi. Tôi đã nói tuần này tôi không có rảnh, anh còn tới kiếm tôi. Cô không rảnh, cô chỉ đứng đây pha cà phê thôi mà. Tôi cảm thấy làm đi làm lại mấy công việc đều giống như nhau, thiếu tính thử thách, muốn nghỉ ngơi chút xíu có được không? Anh đi kêu Disha đi làm đi, ảnh làm được mà. Tôi biết chứ, nhưng mà khách hàng chỉ muốn cô làm thôi. Anh muốn từ chối nhất định sẽ được. Nếu được thì tôi không đứng ở đây. Nè, tôi có 3 vụ, cô không cần phải nhận hết, nhưng mà ít nhất cũng nên nhận 1 vụ chứ. Tôi không thể thiếu cô được đâu. Hay như vậy đi, anh hỏi họ coi chờ được không, tuần sau bắt đầu. Cô bận vậy thật sao? Tuần này cô nhất định phải dành cho tôi một ít thời gian đó nha. Một câu thôi đó, tuần sau được thì được, không được thì thôi. Nè Angel nè, tôi đã đích thân tới đây, rất có thành ý rồi. Bởi vì biết anh có thành ý, tôi đặc biệt dành riêng ly cà phê này cho anh đó. Qua đây từ từ thưởng thức đi nha, ok. Ly cà phê này thơm thiệt đó. Angel, chị ở đây thì tốt quá. Có chuyện gì? Lần trước không phải chị nói muốn thử món thủy tinh mới sao? Tối nay sư phụ rảnh nè. Tôi đi không được, hôm sau đi. Chị hẹn hò với ai? Không từ chối được hả? Lát nữa tôi phải tới tiệm cà phê Á Dực, rất là bận đó. Tiệm cà phê đó bận lắm sao? Nếu anh Dực không về, chị khó mà có thể rảnh lắm. Những ngày như vậy sẽ qua nhanh thôi. Nói không chừng anh sẽ đứng ở đằng sau cô đó. Anh về rồi hả? Về lúc nào? Không nói hôm nào, chỉ biết là trong tuần này. Đông Đông. John. Cô chưa đi là tốt. Lại lên cơn nghiện cà phê hả? Không, xe của con hư muốn quá gian cô thôi. Alo. Alo, cô Mã, ông chủ gọi điện thoại về. Ông nói là 11 giờ ngày mai ông mới về tới. Hả? Còn nữa, Ken gọi điện thoại cho cô mấy lần. Anh nói là gọi cho cô không có được. Kêu tôi nói với cô là ông sẽ đáp chuyến bay về trong tối nay. Không phải chứ. Còn chuyện cuối cùng, cà phê trong tiệm xài hết rồi, không còn hàng, báo cáo hết là gì? Nghe nè, nè. Trời ơi, có lộn không đấy? Chuyện gì vậy? Trời ơi, cô không có rảnh, cô phải đi bù hàng vậy đi. Hả? Bù cái gì hả? Mấy đứa tự làm đi, đừng có làm loạn nha. Anh Hai, tối nay em có chuyện phải làm, sẽ về trễ, anh không cần chờ em. Tạm biệt. Ủa sao cô chưa đi? Tôi hẹn ông chủ của anh đợi ở đây. Đã trễ rồi, chắc ông chủ không quay trở về đâu. Hay là ngày mai cô quay lại đi. Anh biết tôi đang chờ cà phê của ổng. Ổng xuống máy bay rồi sẽ tới tìm tôi. Máy bay bị trì hoãn vừa mới cất cánh. Tối nay sẽ về rất trễ, ngày mai mới đem cà phê qua cho cô. Không phải chứ. Tôi vừa mới nói là ngày mai mà. Tôi nhất định cho bằng được cà phê của anh. Trễ thế nào cũng đợi. Dù cô đợi ông chủ mang cà phê về, nhưng mà còn phải ra ăn nữa mà. Xin lỗi nha, anh có thể lấy cho tôi ly nước không? Chờ chút nha. Quả nhiên là cô ở đây. Tôi đã nói là không gặp không về mà. Cà phê của tôi đâu? Yên tâm đi, cà phê ở trong vali. Cô sợ nó chạy đi mất sao? Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng cô có cần về nhà nghỉ một chút không? Ngày mai tôi rang xong sẽ đem qua tiệm cà phê của Á Dực. Tôi chờ anh cả buổi, tôi không ngại chờ anh rang đâu. Tôi biết tôi không nói lại cô rồi. Dù sao cũng đang bị trái giờ, rang cà phê sẽ mau thôi, cỡ 1 tiếng thôi ha. Nhưng mà cô phải đợi hơn 5 giờ hơn đó. Ok, tinh thần của tôi rất tốt. Được, vậy chờ tôi chút nha. Cảm ơn. Chết. Nè, anh ở đây làm cái gì vậy? Cô Mã, xin lỗi nha. Tối hôm qua uống rượu, nói chuyện cùng bạn trễ quá cho nên không về nhà được. Cho nên là tôi đã ngủ tạm ở sofa. Sao cô về trễ vậy? Không, tới sớm vậy. Tôi mang cà phê về, nếu không thì tiệm không có house cà phê để dùng. Ông chủ của cậu về nhất định sẽ la. Wow, cô bận suốt cả buổi tối chỉ vì một bao cà phê. Làm sao mà cô biết được ông chủ xuống máy bay là về đây luôn? Ảnh đi lâu như vậy không sợ tôi làm loạn tiệm của ảnh sao? Đừng có nói gì tôi nha, nhất định ảnh sớm mấy ba sẽ về đây ngay. Ê, tất nhiên rồi, ổng có trọng tiệm cà phê mà. Nè, dù sao vẫn chưa tới giờ mở tiệm, anh về nhà ngủ thêm đi. Vậy còn cô? Tôi muốn làm trước mấy ly cà phê. Không phải chứ, coi bộ dạng của cô mệt mỏi lắm, bận rộn suốt cả buổi tối, có cần về nhà nghỉ ngơi hay không? Không cần. Cô đừng có mong dành sofa với tôi đó nha. Em gái, sao trời sáng rồi em mới về vậy? Anh hai ngủ ngon, em buồn ngủ quá. Nè em buồn ngủ quá. Em gái, nè em gái à, có buồn ngủ cỡ nào cũng phải thay đồ đi chứ, như vậy ngủ đâu có được thoải mái. Không được, 10 giờ em phải dậy rồi. Đã 4 giờ 10. Chết. Trễ rồi. Không được. Trễ rồi. Anh hai, tại sao anh không kêu em dậy? Anh đã kêu em dậy mấy lần rồi mà vẫn không dậy được đó. Trời ơi, anh phải lấy nước tạt em chứ. Tôi nói đó nha, lần sau lấy nước tạt cô đó. Điện thoại của em đâu? Con nhỏ này. Đây nè. Mất hồn mất vía hết trơn. Sao không gọi điện thoại cho mình? Cô đợi ai gọi vậy? Liên quan về tới con. Nè, cô có chuyện gấp, đưa cô đi đi. Con đã nói là xe của con hư mà. Anh hai. Hả? Chìa khóa xe điện đâu? Không có. Hả? Sáng nay ai giật tới lấy xe đi rồi. Ảnh tới đây. Phải rồi. Lâu nay không gặp cô ấy ốm đi nhiều, nhưng mà thần khí vẫn tốt lắm. Da đen hơn trước nhiều nữa. Còn biết sao? Anh tới văn phòng luật sư lấy chi phiếu huấn luyện đội thuyền rồng. Vì ảnh có hỏi gì về cô không hả? Ý cô là ảnh có nói cô làm loạn tiệm cà phê không? Không có nói. Hay quá, đều ở đây hết hả? Mì Quỳnh Thánh ngon lắm nè, mỗi người một phần ha. Chà, hay quá. Phải rồi, đoán thử xem anh vừa gặp ai trong tiệm mì MC Food đi. Không phải là ai vậy chứ? Thì chính là ảnh đó. Thì ra hồi sáng này ảnh vừa mới xuống máy bay, vừa cất hành lý xong là mua mì liền. Ảnh nói là sau khi rời khỏi Hồng Kông, món mà ảnh nhớ nhất chính là trà sữa và mì Quỳnh Thánh này nè. Không hỏi người ta tới một câu. Mã Nhu, mày thật không bạc Di Quỳnh Thánh đó. Em gái à, không phải em nói đang gấp hay sao vậy? Mã Cường về rồi, kêu nó đưa đi. Không cần, em đi xe buýt. Cô nói không đủ thời gian mà. Hoàng đế còn chưa vội, thái giám vội làm cái gì? Vậy cô ăn trước đi, cô cũng có phần mà. Cô không ăn, cô ghét nhất là mì Quỳnh Thánh. Hai. Còn bộ tinh thần hôm nay của cô rất tốt. Anh cũng vậy, vẫn không thay đổi. Chào mừng đã về. Cảm ơn. Sao hả? Kiểm tra cửa tiệm có hài lòng không? Ngoài sức tưởng tượng. Thế nào cũng đâu thể bằng ly cà phê này. Tôi đã cố ý đợi anh canh rang cà phê xong rồi mới lấy về đây đó. Thơm thật. Ông chủ, cà phê đem hết vô trong kho rồi. Cảm ơn. Anh mang cà phê về hả? Tôi tìm được đại lý mới, mua về vài bao, đang muốn điều chỉnh lại từ đầu Hao cà phê của tiệm. Cô uống thử đi. Anh muốn đổi Hao cà phê, tại sao tôi lại không biết? Thì chính cô nói là đại lý không nhập loại cà phê đó nữa mà. Ở trên mạng cũng không có đại lý nào có hàng hết, nên phải thay đổi thôi, bắt buộc rồi. Trước đây cho dù tôi nói thế nào anh cũng không chịu đổi loại Hao cà phê, giờ anh vì một loại hạt cà phê mà thỏa hiệp hả? Sự thật là sắp không còn hàng nữa rồi. Tôi cũng đâu có độc tài tới như vậy, để cho cô bán nhãn hiệu Angel. Cái gì mà nhãn hiệu Angel chứ? Là anh giao tiệm cà phê cho tôi điều hành. Nếu sớm biết anh giải quyết xong thì tôi cần gì phải khổ cực mang cà phê về chứ. Đúng là lúc trước tôi có nói là không để cho Hao cà phê bị gián đoạn. Cô đã hết lòng mang một bao cà phê về, rồi có thể dùng được mấy bữa đây hả? Không, nhưng tôi chỉ cảm thấy là bạn bè hợp tác với nhau. Anh làm như vậy không có tôn trọng tôi. Trước nay anh cái gì cũng độc đoán, nhưng không phải là mọi chuyện đều cười cho qua và tiếp nhận sau khi anh làm xong mọi chuyện giống như con rùa hồ tất vậy. Rùa hồ tất là con gì? Có chuyện gì? Cô sao vậy? Đừng có khóc. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ tới ngay, đừng có đi nha. Có phải là chúng ta có chuyện gì hiểu lầm không? Hãy ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đi. Tôi không có gì để nói với anh, bà của tôi sẽ ra chuyện và tôi phải đi. Bây giờ cô đã trở về rồi, hãy lỡ lại tiệm này luôn đi. Bây giờ đã về đây rồi, cái tiệm này tôi giao lại cho anh đó, ông chủ. Uống nước đi. Cảm ơn. Sao rồi? Có phải chị thấy tôi rất khờ không? Làm nhiều chuyện như vậy chỉ mong mang tới bất ngờ cho ảnh. Không ngờ ảnh không hề để tâm tới. Tôi nghĩ anh tỉnh chắc là vô tâm thôi. Không những là vô tâm còn vô tư nữa. Nhưng ngày hôm nay ảnh làm việc có nửa buổi, tôi gọi hỏi chừng nào ảnh về, ảnh cũng không thèm bắt máy. Đàn ông phải làm việc mà. Có lẽ vì việc ở văn phòng luật sư rất bận. Bận cách mấy cũng có thể nghe điện thoại được mà. Tôi nhắn tin cho ảnh, ảnh không thèm trả lời. Chỉ có đánh vài chữ thôi, mất bao nhiêu thời gian chứ. Cô quan tâm về giá của ảnh về là vì mấy cái đó à? Nếu biết ảnh xấu xa, tôi cũng đâu có thèm tốn công sức. Wow, thì ra là cô muốn làm trứng rán phòng hả? Chuẩn bị nhiều đồ như vậy phức tạp quá à. Thật ra nó không quá phức tạp đâu. Chỉ cần điều chỉnh thời gian ở cái lò là thích hợp nhất. Thật hả? Dù sao cũng đã lôi mấy đồ này ra, tôi làm cho chị coi. Được đó. Phụ nữ đúng là không thể làm việc phân tích theo lý tính. Chuyện gì anh cũng làm cho vui. Là tôi quá thật thà, tôi chịu thua. Anh gì đi xe điện mà tới bạn gái cũng không cần. Sao có thể hiểu được tâm sự của tôi? Tôi thừa nhận tôi là người không thích bị phụ nữ trói buộc. Phụ nữ chính là phụ nữ. Khi đã quan tâm ai rồi thì không thể cởi mở một chút được. Anh Rên Hai của tôi đi đâu vậy? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nè, bình tĩnh đi, cô chảy máu rồi kìa. Không liên quan tới anh. Tôi hỏi anh Hai của tôi bây giờ sao rồi? Tôi đã kêu anh đừng có dụ ảnh đi mà anh không nghe lời của tôi. Cô nghe tôi nói đi. Tôi không thèm nghe. Tôi cho anh biết, nếu anh Hai của tôi có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Chị làm cái gì mà nhìn tôi không chớp mắt? Thì ăn cắp nghề đó. Đông Đông, tôi đi vệ sinh. Đông Đông, mở cửa ra đi. Đông Đông, em có chồng không vậy? Đông Đông. Đông Đông, có chuyện gì? Đông Đông, em sao vậy? Gọi điện thoại cho anh không bắt máy. Em còn tưởng gọi lộn số nữa. Máy của anh hết pin mà. Anh sạc đầy pin thì mới thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của em như vậy. Sau đó anh liền tức tốc chạy ngay tới đây để hỏi xem có chuyện gì nữa. Không có gì. Ồ, thì ra là em muốn làm trứng rán phòng hả? Anh nói đã lâu rồi không được ăn đồ của em nấu, cho nên nhân dịp hôm nay em làm nửa buổi nên làm trứng rán phòng cho anh. Ai ngờ anh lại không thèm nghe điện thoại. Thì ra chỉ có vậy thôi hả? Cái gì mà chỉ có như vậy thôi? Anh có biết là vì chuyện này em đã tốn bao nhiêu thời gian không? Tối qua em về nhà là nửa đêm. Em còn phải hoàn thành xong tất cả công việc, sáng nay dậy sớm đi mua đồ về làm. Ai ngờ đâu lò nướng cũng bị hư nữa, đã phải kêu người tới sửa gấp. Bận rộn cả ngày mới bắt đầu làm. Ai ngờ anh không thèm nghe điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn của em luôn. Anh không biết là em bỏ ra nhiều công sức tới như vậy. Em la anh như vậy là oan cho anh lắm rồi. Anh nghĩ là em la anh, trách móc anh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh về đi. Nè, em đừng giận mà. Không phải anh đã bỏ hết công việc tới đây với em rồi hay sao? Anh cảm thấy khó khăn lắm mới tới được đây thì không cần tới nữa. Em nghe anh nói đi mà, có được không? Em không muốn nghe gì hết. Khi nào em bình tĩnh lại anh sẽ gọi cho em sau. Anh đi đi. Tôi không sao. Không sao thì tốt. Vậy ra ngoài đi ăn đi ha. Cảm ơn. Nè, chúng ta tới đây ăn lẩu chứ không phải là để uống rượu. Tôi cảnh cáo cô, cô say rồi không ai đưa cô về đâu. Tôi ghét anh chết đi được. Thật là nhẫn tâm, không nghe điện thoại hả? Không nghe. Ai kêu anh xấu xa như vậy? Thật ra hồi nãy anh Tịnh nói là sẽ gọi lại cho cô. Chưa tới 30 phút mà anh đã gọi lại cho cô rồi. Anh thật sự không phải là không quan tâm đến cô. Vậy tôi có nên gọi lại cho ảnh không đi? Tôi không biết, cô tự nghĩ đi. Tôi cũng không biết. Tôi rất nóng nảy. Làm ầm lên vô cớ hả? Có phải muốn nghe lời thật không đây? Nói thật ra anh Tĩnh thật sự đúng là vô tội. Cả chị cũng nói tôi sai. Tôi không nói là cô sai, tôi chỉ nói là cô không hoàn toàn đúng. Vậy có nghĩa là sao? Chúng ta luôn cho rằng chúng ta đã làm rất nhiều chuyện gì họ phải không? Họ ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói có đúng không? Nhưng thật ra tại vì họ không hề biết cho nên không có biểu hiện gì cũng là phải. Chúng ta tức giận vô cớ với họ. Cô có nghĩ coi điều đó cần thiết sao? Thật ra tất cả mọi chuyện cũng đều là vì quá quan tâm, cho nên mới biến bản thân của mình trở thành một người không có rộng lượng. Hello. Ngày mai có rảnh không vậy? Có chuyện gì? Muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn chuyện cô chăm sóc tiệm cà phê này giùm tôi mấy tháng qua. Không biết cô để mà không? Khá sao quá vậy, ông chủ có lãnh lương mà. Ngày mai mấy giờ có thể đón cô được? Xin lỗi nha, anh đợi một chút. Giám đốc dạ, có chuyện gì? Alo, ngày mai tôi có một vụ cần cô đến cứu mạng. Khách hàng chỉ chọn của mình cô. Tôi nói khô cả nước bọt mà cũng không thể nào thuyết phục được ổng. Tới giúp tôi giải quyết vụ này đi. Được. Được thiệt hả? Cô đừng có lừa tôi đó nha. Nói trước với cô là người khách này rất là phiền phức đó. Ông đã kiếm tôi thì đừng có nghi ngờ. Chuyển tài liệu qua cho tôi đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin lỗi anh, tiếp tục đi. Lúc nào cô rảnh vậy? Cà phê ở tiệm ăn rất là được. Nếu muốn đi sớm một chút thì cũng tốt thôi. Xin lỗi nha, tôi vừa mới hứa với ông chủ của tôi ngày mai có việc phải làm. Vậy tức là có ý gì đây? Là tạm thời cho anh nợ một bữa ăn đó. Thôi được, nghe theo cô vậy. Không có gì thì vậy đi, tạm biệt. Cảm ơn cô. Toàn bộ nhờ cô tôi mới quay về chính bản thân của mình. Bây giờ rất vui vẻ. Liên quan gì tới tôi? Nói cô cũng không hiểu đâu. Cảm ơn. Mặc dù tôi không hiểu chị nói gì, nhưng thấy chị như vậy tôi cũng rất vui đó. Cả ly. Cả ly. Tới trễ còn hơn không tới. An toàn là quan trọng nhất. Nếu xảy ra sự cố trên đường đi, muốn giảm nguy hiểm để phòng bị thương thì nên tuân theo pháp luật cài dây an toàn. Hành khách bị thương vì tai nạn, nếu không cài dây an toàn, khi xảy ra tai nạn chỉ có thể nhận được tiền bồi thường, và cũng như vậy mà bị khấu trừ tiền.